đảo Quảng Trọng Trí, một siêu vệ tinh đến từ Việt Nam, sở hữu khả năng định vị thần kỳ với 10 năm yêu thích và tìm hiểu về bản đồ vệ tinh. Trọng Trí hứa hẹn tạo nên kỳ tích mới cho bản thân và thử thách viễn thám tinh thông và đặc biệt hơn hết. Đây là tiết mục đòi hỏi nhiều dữ liệu nhất trong tất cả các tiết mục từ trước đến giờ của siêu trí tuệ Việt Nam. Trước tài năng của Trọng Trí, giám khảo Lại Văn Sâm cho rằng anh đã từng gặp những bạn cũng có đam mê về địa lý nhưng sở thích chuyên nghiên cứu về phường huyện thuộc các tỉnh thành tại Việt Nam thì lần đầu tiên gặp. Với thử thách này, một tiết học viễn thám sẽ diễn ra trên sân khấu siêu trí tuệ Việt Nam. Theo số liệu thống kê ngày 18 tháng 9 năm 2020, Việt Nam có 605 thị trấn, 1.714 phường, trong đó có 304 phường thuộc thị xã, 832 phường thuộc thành phố trực thuộc tỉnh và 578 phường thuộc các quận. Tất cả sẽ được tái hiện ngẫu nhiên trên sân khấu dưới dạng hình ảnh vệ tinh với 2.319 bức ảnh ứng với 2.319 phường và thị trấn. Ban giám khảo tiến hành chọn ngẫu nhiên một đơn vị hành chính bất kỳ gồm 51 thị xã thuộc tỉnh, 78 thành phố thuộc tỉnh,